Cứ đến hè, tỷ lệ trẻ em thiệt mạng do đuối nước có chiều hướng gia tăng. Khi các vụ đuối nước liên tục xảy ra, thì việc dạy học kiến thức và kỹ năng bơi cho học sinh ngay từ trong các nhà trường được đặt ra. Tại huyện Tam Nông, môn học này lần đầu tiên được trường tiểu học Cổ Tiết đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Ngay sau khi bể bơi được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2021, đã có nhiều học sinh trường tiểu học Cổ Tiết đăng ký học bơi. Em Nguyễn Hà My là một trong những em học sinh được tham gia vào khóa học bơi đầu tiên. Tham gia khóa học, em được thầy cô trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bơi lội. Sau một tuần học, Hà My đã cơ bản thành thạo một số kỹ năng bơi thông dụng. Em học ở đây được một tuần, thầy dạy em bơi ếch, bơi chuyền sấp và bơi bướm. Sau một tuần bơi thì em biết bơi bướm và em rất thích bơi ở trường trong dịp hè này. Bể bơi có diện tích là 127 m², tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng do các nhà tài trợ quyên góp ủng hộ. Bể bơi được trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như phao cứu sinh, ghế cứu hộ, chất lượng nguồn nước được đảm bảo. Ngay sau khi được đưa vào sử dụng, trường tiểu học Cổ Tiết phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Tam Nông tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi, góp phần giúp học sinh rèn luyện thân thể, phòng chống đuối nước. Dự kiến của nhà trường trong dịp hè là dạy 130 cho đến 150 em học sinh tiểu học. Và nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch là khi học sinh đến trường thì học sinh được đo thân nhiệt và được khử khuẩn. Phụ huynh đưa học sinh đến trường thì đeo khẩu trang. Để công tác phòng chống đuối nước cho trẻ đạt được hiệu quả, việc nhân rộng mô hình dạy bơi trong trường học là cần thiết và cần được quan tâm nhiều hơn để bảo vệ an toàn tính mạng và hạnh phúc tương lai của trẻ em.